Tua Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, sáng chủ nhật ngày 20 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ lá khởi sự tuần thánh là tuần lễ quan trọng nhất trong phục vụ Công giáo dưới bầu trời nắng xuân và trước sự hiện diện của 50.000 tín hữu Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ lá, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem và thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa sau đó. Các cành lá dừa các bạn trẻ cầm trong cuộc sức lá do các cộng đoàn con đường tân dự tòng trao tặng. Còn các cây và cành ô liu trang trí bàn thờ và quảng trường Thánh Phaero do miền Puglia Nam, Italia tặng. Sau cùng, 2.000 cành lá dừa màu vàng được kết bệnh rất nghệ thuật do các chính quyền ở thành phố San Remo và Bulgaria và một số tổ chức khác ở miền Liguria trao tặng, theo một truyền thống có từ thế kỷ 16. Các cành lá này được Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phaero và đoàn giúp lễ và một số người khác cầm trong tay. Đồng tế với Đức Thánh Cha và tham dự cuộc rước lá, có 30 hồng y và 50 giám mục. Phần thánh ca, Ngoài ca đoàn Sistina của Tòa Thánh, còn có ca đoàn và ban nhạc của giáo phận Roma và ca đoàn mẹ giáo hội. Nghi thức làm phép lá đã diễn ra tại chân bút tháp giữa quảng trường. Mở đầu nghi thức Đức Thánh Cha nói, Anh chị em thân mến, cuộc hồi họp phục vụ này mở đầu lễ phục sinh của Chúa mà chúng ta đang chuẩn bị cử hành với sự sám hối và việc bác ái ngay từ đầu mùa chay. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để thành toàn mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta hãy đồng hành với Chúa cứu thế của chúng ta trong biến cố vào thành thánh với đức tin và lòng đạo hạnh và xin ơn theo Ngài cho tới thập giá để tham dự vào sự sống lại của Ngài. Tiếp đến, Phó Tế công bố tin mừng theo Thánh Luca kể lại biến cố Chúa vào thành thánh. Rồi mọi người đi rước lá Đi đầu là thánh giá nến cao và giới trẻ Roma tay cầm cành lá dừa. Tiếp đến là các hồng y, tổng giám mục và giám mục đồng tế cầm các cành lá dừa, bệnh thành hoa. Trong khi khoảng 50.000 tín hữu tay cầm các cành ô liu, hàng trăm linh mục đồng tế đứng sẵn bên phải khán đài nơi Đức Thánh Cha trừ sự thánh lễ. Sau lời nguyện đầu lễ, cộng đoàn đã nghe bài đọc một, trích từ tiên tri Isaiah thường được gọi là bài ca thứ ba về người tôi tớ Chúa. Bài đọc một, tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Bài trích sách tiên tri Isaiah, Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tay tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thôi lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa. Đáp ca Ôi Thiên Chúa Ôi Thiên Chúa Sao Chúa đã bỏ con Bao người thấy con đều miệng mai con Họ biểu môi Họ lắc đầu Hắn tính cậy Chúa Xin người cứu hắn Xin người giải gỡ hắn Nếu người yêu thương Ôi Thiên Chúa Ôi Thiên Chúa Sao Chúa đã bỏ con Đứng quanh con là đoàn ưng khuyển Một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con? Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau. Còn tấm áo dài thì chúng rút thăm. Phần người, lại Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi đứng phù trợ con, xin kiếp ra tay nâng đỡ. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con? Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em giữa nơi công hội. Con sẽ người khen người. Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duệ nhà gia khóc, hãy chúc tụng người, hãy tôn sợ người, hết thảy dòng giống Israel. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con? Bài đọc 2 Người đã tự hạ mình Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philip Phê Chúa giêsu kitô Tuy là thân phận Thiên Chúa Đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu để khi nghe tên Giêsu mọi loài trên trời, dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Bài thương khó theo tin mừng Thánh Luca do ba thầy phó tế công bố. Bài thương khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta theo Thánh Luca. Đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với 12 tông đồ và bảo các ông: Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa. Rồi người cầm chén, tạ ơn và phán: Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau. Thầy bảo cho các con biết, thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến đoạn người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán. Này là mình ta hiến ban vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén mà phán. Chén này là tân nước trong máu ta sẽ đổ ra vì các con. Và lại, này ta, kẻ nộp ta đang ở gần ta. Ngay trên bàn này, đành rằng con người sẽ ra đi như đã được ấn định nhưng vô phúc cho kẻ nộp người. Bây giờ các ông bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhóm họ là kẻ làm điều đó. Giữa các ông cũng xảy ra một cuộc tranh giành xem ai trong họ được coi là cao trọng hơn hết, nhưng người bảo vua chúa các dân ngoại thì thống trị dân và những kẻ có quyền hành trên dân thì bắt dân gọi mình là ân nhân phần các con thì không như thế vì ai cao trọng hơn các con thì hãy trở thành như người nhỏ nhất và kẻ làm đầu hãy trở thành như người hầu bàn vì người ngồi ăn và kẻ hầu hạ ai trọng hơn nào chẳng phải là người ngồi ăn ư thế mà thầy thầy ở giữa các con như người hầu hạ còn các con các con đã kiên trì với thầy trong các cơn gian nan của thầy và thầy xếp đặt nước trời cho các con như cha thầy đã xếp đặt cho thầy để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước thầy và được ngồi trên tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Rồi Chúa nói: "Simon, Simon, này ma quỷ đã đòi sàng các con như sàng gạo, nhưng ta đã cầu nguyện để con khỏi phải mất đức tin và phần con khi đã trở lại con hãy làm cho anh em con vững tin ông thưa người lạy thầy con sẵn sàng theo thầy dù vào tù hay đi chịu chết nhưng người đáp phê rô thầy bảo cho con biết hôm nay khi gà chưa gáy con đã chối rằng không biết thầy và người bảo các ông khi thầy sai các con đi không mang theo túi tiền không bị không giày dép nào các con có thiếu thốn sự gì không các ông thưa không thiếu gì cả vậy người nói nhưng bây giờ ai có túi tiền hãy cầm lấy ai có bị cũng hãy làm như vậy và ai không có gươm thì hãy bán áo choàng mình mà mua lấy gươm vì thầy bảo các con hay còn điều này chép về thầy cũng cần phải được ứng nghiệm người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác vì mọi điều đã chép về thầy phải được hoàn tất các ông thưa người thưa thầy này có hai thanh gươm đây và người bảo đủ rồi đoạn người ra đi lên núi cây ô lưu như thường lệ các môn đệ cũng đi theo người đến nơi người bảo các ông các con hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ rồi người đi xa các ông một quãng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng. Lạy cha, nếu cha muốn, xin cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý cha. Bây giờ có thiên thần từ trời hiện ra an ủi người và lân cơn hấp hối. Người cầu nguyện thiết tha hơn và mồ hôi người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng dậy, trở lại chỗ các môn đệ và thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sâu. Người liền bảo, Các con ngủ ư, hãy dậy và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Người còn đang nói, thì này đây một lũ đông và một người trong nhóm 12 là Judah dẫn đầu. Hắn lại gần Chúa Giêsu để hôn người. Chúa Giêsu bảo hắn: Juda người lấy cái hôn để nộp con người ư? Thấy các sự sắp xảy ra, những kẻ đúng chứng quanh người liền hỏi: Thưa thầy, chúng con có nên dùng gươm mà chém không? Và một người trong các ông chém tên đầy tớ tay thượng thế đứt tay phải. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo: Thôi đủ rồi. Và người sờ vào tay người đầy tớ mà chữa cho y lành lại. Rồi Chúa Giêsu bảo các kẻ đến bắt người gồm các thượng tế, trưởng vệ binh đền thờ và kỳ lão rằng: Các người cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm. Chúng liền bắt người và điệu tới nhà thầy thượng tế. Còn phêrô đi theo xa xa. Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi vòng quanh, -rô cũng ngồi lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa thì nhìn kỹ ông và bảo: "Cả ông này cũng theo hắn." Nhưng ông chối và nói: "Này chị, tôi đâu quen biết người ấy." Một lát sau, có người khác nhìn ông và nói: "Chính ông cũng là người trong bọn đó." Nhưng -rô đáp: "Này anh, đâu có phải tôi. Chừng một giờ sau, một người khác lại quả quyết rằng đúng ông này cũng theo người ấy, vì ông ta cũng là người xứ Galilea. Phêrô đáp: Lại anh, tôi không biết anh muốn nói gì. Khi ông còn đang nói, thì lập tức gà liền gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô mới sực nhớ lời Chúa đã bảo ông trước khi gà gáy, con đã chối thầy ba lần. Phêrô liền ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ người, nhạo cười và đánh đập người, chúng che mặt người, vả mặt và hỏi người rằng, Hãy đoán xem ai đánh người đó. Và chúng còn thốt ra nhiều lời khác dục mạ người. Vừa sáng ngày, các kỳ lão trong dân, các thượng tế và các luật sĩ hội lại và cho điệu người ra trước công nghị mà nói nếu ông là đấng Kitô hãy nói cho chúng tôi hay người trả lời tôi có nói các ông cũng chẳng tin tôi và nếu tôi có hỏi các ông cũng chẳng trả lời và cũng chẳng tha tôi nhưng từ giờ đây con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng mọi người đều hỏi lại Vậy ông là con thiên chúa ư? Người đáp. Các ông nói đúng. Ta là con thiên chúa. Bây giờ họ nói. Chúng ta còn cần chứng cớ chi nữa? Vì chính chúng ta cũng nghe y nói. Đoạn tất cả bọn họ đứng dậy và giải người đến Phi -la Tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng. Chúng tôi đã thấy người này sử dụng dân nổi loạn. Ngăn cản nộp thế cho Cesare và còn tự xưng là Kitô vua. Philato bảo các thượng tế và đám đông rằng: Ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng: Người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Judea, bắt đầu từ Galilea đến đây. Philato vừa nghe nói đến Galilea, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilea không? và khi đã biết người thuộc thẩm quyền Herodê, quan liền sai giải người cho Herodê cũng có mặt tại Jerusalem trong những ngày ấy. Herodê thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ông ao ước thấy người bởi đã nghe nói về người rất nhiều và hy vọng xem người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi người rất nhiều lời, nhưng người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo người dữ dội còn herodê cùng các quan lính thì kinh dễ và nhạo báng người đoạn khác cho người một cái áo choàng trắng và gửi trả người cho philato chính ngày đó herodê và Phi-la-tô trở thành bạn hữu vì trước kia họ là thù địch với nhau Bây giờ Phi-la-tô triệu tập các thượng tế các thủ lãnh và dân chúng lại rồi bảo họ các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi dục dân làm loạn nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo cả vua Herod cũng thấy như vậy vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả vậy ta sẽ cho sửa phạt rồi tha đi Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên, Hãy giết người này và tha ba ra ba cho chúng tôi. Tên này vì giấy loạn trong thành và giết người, nên đã bị tống ngục. Nhưng phi tô muốn tha Chúa Giêsu nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói, Hãy đóng đinh nó! hãy đóng đinh nó vào thập giá lần thứ ba quan lại nói với dân chúng người này đã làm gì xấu ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình vậy ta sẽ trừng phạt rồi tha đi chúng lại la lớn tiếng nhân định đòi đóng đinh người vào thập giá và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn philato liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu Vậy quan phóng tích tên đã bị cầm tù vì giấy loạn và giết người là kẻ mà chúng đã xin ta. Còn Chúa Giêsu thì quan trao phó để mặc ý chúng. Khi điệu người đi, chúng bắt một người xứ Sirene tên Simon ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giêsu. Đám đông dân chúng theo người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương người nhưng Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng hỡi con gái Jerusalem đừng khóc thương ta hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi vì này sắp đến ngày người ta sẽ than rằng phúc cho người son sẻ phúc cho những lòng không sinh nở và những vú không nuôi con bây giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng hãy đổ xuống đè chúng tôi và nói với các gò cao rằng hãy che lấp chúng tôi đi. Vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao? Cùng với người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là núi sọ, chúng đóng đính người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Bây giờ Chúa Giêsu than thở rằng: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi chúng đút thăm mà chia nhau áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo người mà rằng, Nó đã cứu được kẻ khác, thì hãy tự cứu mình đi. Nếu nó thật là đấng Kitô người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giữ người và đưa giấm cho người uống và nói, Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau. Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng xỉ nhục người rằng. Nếu ông là đấng Kitô ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng. Mi cũng chịu đồng một án mà Mi chẳng sợ Thiên Chúa sao. Phần chúng ta như thế này là đích đáng Vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi Chúa Giêsu đáp Quả thật, ta bảo ngươi Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tâm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. mặt trời trở nên u ám. màn trong đền thờ sẽ ra làm đôi ngay chính giữa. lúc đó chúa giêsu cư lớn tiếng rằng: lạy cha, con phó linh hồn con trong tay cha. nói đoạn, người rút hơi thở. thấy sự việc xảy ra viên sĩ quan ca tụng thiên chúa rằng ông này quả thật là người công chính và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó và chứng kiến những sự việc xảy ra liền đấm ngực trở về đứng xa xa có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ galilea họ cũng chứng kiến tuy nhiên có một công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên khác. Ông quê ở thành Arimathea trong xứ Judea. Chính ông cũng trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Phila và xin xác Chúa Giêsu. Đoạn ông hạ xác người xuống, liệm trong khăn và táng trong mồ đã đục sẵn nơi chưa tán xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và sắp bước sang ngày sa bát. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với người từ xứ Galilea cũng ra theo đến xem mồ và xác người được tán như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm, nhưng trong ngày sa bát, các bà nghỉ theo đúng luật. Giảng trong thánh lễ Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người lựa chọn con đường của Chúa Giêsu là con đường phục vụ, tha thứ, quên mình. Chúng ta có thể bước đi trên con đường này bằng cách dừng lại ngắm nhìn đấng bị đóng đinh, ngai tòa của Thiên Chúa, để học biết tình yêu khiêm tốn, cứu rỗi và trao ban sự sống, để từ bỏ ích kỷ, kiếm tiền, quyền bính và danh vọng gợi lại biến cố Chúa vào thành thánh, Đức Thánh Cha nói. Phải, như Ngài đã vào thành Jerusalem, Chúa ước ao bước vào trong các thành phố và cuộc sống của chúng ta. Như Ngài đã làm trong phúc âm, cỡi trên một con lừa Ngài đến với chúng ta một cách khiêm tốn, nhưng đến nhân danh Chúa. Với quyền năng tình yêu Thiên Chúa, Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta, và giao hòa chúng ta với Thiên Chúa Cha và với chính chúng ta. Không gì có thể ngăn chặn sự hứng khởi đối với biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh. Không gì có thể ngăn cản chúng ta tìm thấy nơi Ngài suối nguồn niềm vui của chúng ta, niềm vui đích thật tồn tại và trao ban an bình. Bởi vì chỉ có Chúa cứu thoát chúng ta khỏi các ràng buộc của tội lỗi, cái chết, sự sợ hãi và sự buồn rầu. Tuy nhiên, phục vụ hôm nay còn dạy cho chúng ta biết rằng Chúa đã không cứu chúng ta với chiến thắng vào thành hay với các phép lạ quyền năng. Chúa Giêsu đã dốc đổ chính mình. Ngài khước từ vinh quang của con Thiên Chúa và trở thành con của loài người để hoàn toàn liên đới với chúng ta là những người tội lỗi. Ngài đã đứng vô tội. Không chỉ có thế, Ngài đã sống giữa chúng ta trong một điều kiện của nô lệ. Không phải như là vua, cũng không phải là ông hoàng, nhưng là nô lệ. Vì thế, Ngài đã hạ mình và vượt thẳm sự hạ mình của Ngài mà tuần thánh cho chúng ta thấy xem ra không có đáy. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Cử chỉ khiêm hạ đầu tiên là Chúa Giêsu là Chúa và là Thầy mà lại hạ mình rửa chân cho các môn đệ, như chỉ có các đầy tớ mới làm. Chúng ta không thể làm khác, chúng ta không thể yêu thương mà không để cho Ngài yêu thương chúng ta trước mà không sống kinh nghiệm sự hiền diệu gây kinh ngạc của Ngài, mà không chấp nhận rằng tình yêu thật là ở việc phục vụ cụ thể. Nhưng sự hạ mình Chúa Giêsu chịu trong cuộc khổ nạn, đi tới chỗ tột độ, bị bán với 30 đồng bạc và bị phản bội bởi một môn đệ Ngài đã chọn và gọi là bạn. Hầu như tất cả các môn đệ khác trốn chạy và bỏ rơi Ngài. phê -rô chối Ngài ba lần, bị hạ nhục trong tâm hồn với các chế nhạo, xì sì và và khạc nhổ. Ngài chịu các bạo lực tàn ác trên thân xác, các đánh đập, đòn vọt và mão gai khiến cho diện mạo của Ngài không thể nhận ra được nữa. Ngài chịu sự nhục nhã và kết án từ gian ác từ phía các quyền bính tôn giáo và chính trị. Ngài đã tự biến thành tội lỗi và bị coi là bất chính. Thế rồi quan philato gửi Ngài qua cho vua Herode và ông này lại gửi Chúa trở lại cho quan tổng thấn Roma. Trong khi Ngài bị khước từ mọi công lý, Chúa Giêsu cũng cảm nhận trên da thịt mình sự dựng dưng bởi vì không ai muốn lãnh trách nhiệm đối với số phận của Ngài. Dân chúng biến các lời chúc tụng thành tiếng tố cáo, thích cho một kẻ sát nhân được trả tự do cho họ hơn. Và thế là Chúa bị chết trên thập giá, là cái chết đớn đau và hổ nhục nhất dành cho các kẻ phản bội, nô lệ và các kẻ tội phạm tồi tệ nhất. Sự cố đơn, lời vu khống và nỗi đớn đau đạt tột đỉnh với việc lột trần ngài ra. Để hoàn toàn liên đới với chúng ta, tên thập giá ngài cũng còn sống kinh nghiệm bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi. Tuy nhiên, trong sự phó thác, ngài cầu nguyện và tín thác. Lạy cha, con phó thần khí con trong tay trà bị treo trên cây thập giá ngoài việc bị chế nhạo ngài còn đương đầu với cơn cam rỗ lời thách thức xuống khỏi thập giá chiến thắng sự giữ với sức mạnh và cho thấy gương mặt của một thiên chúa quyền năng không thể thắng được trái lại chính trên tột đỉnh sự hủy diệt này chúa giêsu vén mở gương mặt thật của thiên chúa là sự thương xót ngài tha thứ cho các kẻ đóng đinh mình mở cửa thiên đàng cho người trọng ăn năn và chạm tới con tim của viên quan bách quản. Nếu màu nhiệm sự giữ sâu thẳm, thì thực tại tình yêu đi qua ngài vô tận, đi tới mồ và tới âm ti, lãnh nhận tất cả nỗi đớn đau của chúng ta để cứu rỗi nó, đem ánh sáng vào trong bóng tối, đem sự sống vào trong cõi chết, đem tình yêu vào nơi thù hận. Các lời nguyện giáo dân đã được tuyên đọc bằng các thứ tiếng Tây Ban Nha, Tàu, Pháp, Swahili và Việt Nam. Lời cầu tiếng Việt xin Chúa nhớ đến những người đang chịu sầu muộn và thử thách. Mau cứ giúp họ và cho họ được nếm hưởng niềm an ủi tình bạn của Chúa. Mấy chục linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc tin truyền tin với mọi người Lúc này, số tín hữu hiện diện tại quảng trường đã lên tới hơn 100.000. Đức thánh cha nói: "Tôi xin chào tất cả anh chị em đã tham dự buổi cử hành này và tất cả những ai hiệp nhất với chúng ta qua truyền hình, phát thanh và các phương tiện truyền thông khác. Hôm nay, ngày giới trẻ quốc tế lần thứ 31 được cử hành và sẽ đạt tột đỉnh vào cuối tháng 7 tại Cracovia. Đề tài là phúc âm cho những người thương xót" vì họ sẽ được xót thương. Tôi đặc biệt chào các bạn trẻ hiện diện tại đây và tôi gửi lời chào các bạn trẻ trên toàn thế giới. Tôi hy vọng các bạn có thể đông đảo đến Cracovia, quê hương của Thánh Joan Paulo Đề Nhị, là người đã bắt đầu các ngày quốc tế giới trẻ. Chúng ta hãy tín thác các tháng cuối cùng chuẩn bị của cuộc hành hương này cho lời bầu cử của Ngài. Cuộc hành hương trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót sẽ là năm thánh của giới trẻ trên bình diện của giáo hội Đại Đồng. Cùng ở đây với chúng ta có các bạn trẻ Cracovia. Khi về nhà, họ sẽ đem cho các vị hữu trách các cành ô liu được hái tại Jerusalem, Assisi và Monte Casino và được làm phép tại quảng trường này như lời mời gọi vun trồng các ý hướng hòa bình, hòa giải và tình huynh đệ. Xin cảm ơn sáng kiến đẹp đẽ này. Các bạn hãy tiến tới với lòng can đảm. Giờ đây, Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria để mẹ giúp chúng ta sống tuần thánh này với tinh thần sâu đậm. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tvadvietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lô đê tui Giê-xu Christus, gợi khen chúa Giê-xu Kỳ-tô.